mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự đo bằng sông Hồng của Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thu trên 25 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất. Bắc Ninh truyền thông tiêm chủng phòng bệnh sởi rubella. Tấm lòng của lão nông Hoàng Văn Đàm, xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG ra mắt sản phẩm kính đặc trụng xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định gặp khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường. Áp lực trong công tác phòng chống thiên tai của tỉnh Hải Dương. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ đầu năm đến nay, huyện Kim động, tỉnh Hưng yên thu trên 25 tỷ đồng từ việc đấu giá quyền sử dụng đất giãn dân. Vừa qua, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất giãn dân gồm 26 suất. Trong đó thị trấn Lương Bằng có 16 suất thu về ngân sách trên 13 tỷ đồng. Xã Đức Hợp có 10 suất thu về trên 12 tỷ đồng. Nhờ tổ chức tốt đấu giá quyền sử dụng đất mà huyện có thêm nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Đối với xã Đức Hợp, đây là nguồn lực để đề mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trước mắt là đầu tư xây dựng trường học và làm đường giao thông nông thôn. Nhận thức rõ vai trò quan trọng, bước tiến của ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ngay từ năm 2011, huyện ủy Trực Ninh, tỉnh Nam Định đã ban hành nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh ứng dụng thiết bị khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp. Sau 5 năm triển khai đề án ứng dụng thiết bị khoa học kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đến nay sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Trực Ninh đã chuyển dịch tích cực, đồng đều ở 3 lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi thủy sản. Trong trồng trọt, ngoài việc thay đổi cơ cấu giống cây trồng theo hướng tiến bộ, Huyện Trực Ninh đã mở rộng sản xuất lúa lai F1 với diện tích từ 300 đến 360 ha. Trong những năm tới, huyện Trực Ninh tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp trong tỉnh, các viện nghiên cứu, trường đại học để tiếp thu chuyển giao các thiết bị, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa. Phần đầu đến năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt bình quân 5,45% trên năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 48 triệu đồng một người trên năm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn dưới 3%. Thực hiện theo đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, hiệu quả sản xuất trên nhiều diện tích ở huyện Ninh Tang tỉnh Hải Dương đã được nâng cao. Với đặc điểm của một huyện có nhiều diện tích đất trũng, Ninh Sang xác định tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên cùng một diện tích và chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý huyện đặc biệt quan tâm đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giảm chi phí, giảm sức lao động và sản xuất gọn đúng thời vụ. Việc sử dụng cơ giới hóa trong làm đất cơ bản đạt 98%, đặc biệt vụ chiêm xuân năm 2018, huyện đã khuyến khích nông dân cấy lúa bằng máy để nâng cao giá trị trong sản xuất nông nghiệp huyện ninh giang tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng cho phù hợp với yêu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa ưu tiên các vùng sản xuất chuyên canh khuyến khích hộ dân doanh nghiệp sản xuất đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến tiêu thụ nông sản đẩy mạnh thu hút tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp tích cực chuyển đổi diện tích trồng rừng kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình kinh tế mới, duy trì một số cây trồng con nuôi đặc sản truyền thống ở địa phương, chuyển sang khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân là những giải pháp cơ bản mà xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình triển khai, duy trì nhằm nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Là xã có địa hình rộng, dân cư không tập trung, kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Thời điểm trước khi bước vào xây dựng nông thôn mới, Đông Sơn gặp không ít khó khăn. Năm 2010, thu nhập bình quân toàn xã chỉ đạt gần 15 triệu đồng một người. Để nâng cao đời sống cho nhân dân, xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lựa chọn cây trồng chủ lực có giá trị kinh tế cao để xây dựng thương hiệu cho sản phẩm như mô hình đào phai, trồng hoa ly, hoa cúc, trang trại chăn nuôi con đặc sản. Nhờ đó đến nay mức thu nhập của người dân đạt gần 37 triệu đồng để tiếp tục duy trì và nâng cao tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới thời gian tới xã xác định việc trước mắt đó là tiếp tục tăng cường vận động giúp người dân thay đổi tập quán canh tác nâng cao năng suất chất lượng chuyển đổi cách thức mạnh dạn đầu tư trong sản xuất mở rộng các ngành nghề bên cạnh đó sẽ hướng tới việc bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con làm được những điều này sẽ là những giải pháp hữu hiệu nhất cho bài toán nâng cao thu nhập ổn định bền vững ở địa phương Thưa quý vị và các bạn, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức buổi truyền thông về tiêm chủng phòng bệnh sởi rubella giữa các chuyên gia và công nhân tại khu ký túc xá công ty Canon Việt Nam tại Quế Võ. Đây là một trong những hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia với sự tài trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Ngắn gọn, dễ hiểu là phương pháp tuyên truyền hữu hiệu được các chuyên gia sử dụng trong buổi truyền thông cho công nhân tại đây với phương pháp bốc thăm câu hỏi có các nội dung như bệnh sởi có biểu hiện như thế nào, làm thế nào để phòng bệnh sởi, bệnh rubella là gì, tại sao bệnh lại đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ co thai. Sau đó người bốc tự trả lời và các chuyên gia sẽ bổ sung đáp án đúng giúp mọi người hiểu về bệnh sởi rubella. Với đối tượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp ít có thời gian nghe và tìm hiểu, tiếp cận thông tin, nhất là thông tin về các bệnh truyền nhiễm nói chung, bệnh sởi rubella nói riêng, lựa chọn cách truyền thông tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất là đến tận nơi họ sinh sống, làm việc. Để phòng tránh bệnh sởi rubella, các chuyên gia khuyên cáo mọi người cần nâng cao sức đề kháng của cơ thể bằng việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung hợp lý các vitamin khoáng chất, đảm bảo vệ sinh cá nhân hàng ngày, thường xuyên vệ sinh môi trường sống, hạn chế tiếp xúc với nguồn lây, đặc biệt là khi có biểu hiện mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị, cách ly kịp thời để từ bỏ thói quen hút thuốc lá trong một bộ phận người dân không phải là điều dễ dàng. Đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến cộng đồng theo kiểu mưa tầm thấm lâu là rất quan trọng. Thời gian qua, đã được các cấp các ngành các địa phương đơn vị trong tỉnh Thái Bình làm tốt, đạt kết quả bước đầu. Đến nay, 95% cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại của thuốc lá, triển khai nhiều hoạt động đưa luật phòng chống tác hại của thuốc lá vào cuộc sống như đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan đơn vị, đưa tiêu chí ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hàng năm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe từ năm 2014 đến nay đã phối hợp tổ chức gần 90 lớp tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá cho hàng nghìn lượt người. Tổ chức nói chuyện chuyên đề phòng chống tác hại của thuốc lá trên 150 cuộc tại bệnh viện, trường học, cơ sở sản xuất, địa phương, sản xuất và cấp phát hàng chục nghìn ấn phẩm truyền thông về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng tháng hành động, vì an toàn thực phẩm năm 2018, thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập các đoàn công tác liên ngành thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm trên địa bàn. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 có chủ đề tăng cường trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, Ủy ban nhân dân thị xã Từ Sơn đã thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra tại 12 xã phường cho thấy, nhìn chung các cơ sở chế biến sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã đã chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị vi phạm liên quan đến thủ tục hành chính như không có giấy khám sức khỏe cho nhân viên, nhân viên chưa được tập huấn về an toàn thực phẩm, kho bảo quản chưa đạt tiêu chuẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, tất cả những tồn tại này đều được nhắc nhở và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo cho trẻ em trong toàn tỉnh Hưng Yên đều được hưởng quyền bảo vệ, chăm sóc, học tập và vui chơi. Những năm qua, tỉnh ta đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường hỗ trợ trẻ em về mọi mặt, trong đó chú trọng tới những trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay, tỉnh ta có gần 2.477 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là những trường hợp trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật nặng, trong đó đã có 2.078 em được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng, được hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ về giáo dục và tặng quà. Ngoài ra có trên 400 trẻ em được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Trong đó có 391 trẻ em được nuôi dưỡng tại 3 cơ sở công lập và 2 trường phục hồi chức năng dạy nghề cho người khuyết tật, trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh. 18 trẻ em được nuôi dưỡng tại cơ sở ngoài công lập. Các em sống tại cơ sở bảo trợ công lập được tỉnh hỗ trợ tiền ăn ở chi phí học tập và chăm sóc y tế. Trẻ em ở cơ sở bảo trợ ngoài công lập được hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và học tập. Là một lão nông ở độ tuổi xưa nay hiếm, ông cụ Hoàng Văn Đàm thôn Điện Biên, xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình lại làm nức lòng bà con làng xóm bởi một cách tất riêng. Đó là luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện được nhiều người truyền kể khi đến thôn Điện Biên, xã Bình Thanh, huyện Kiến Sương về cụ Hoàng Văn Đàm được bắt đầu từ năm cụ 70 tuổi, con cháu và gia đình tổ chức mừng thọ. Khác với nhiều người, quà, tiền, mọi người đến mừng thọ, cụ dành hết cho việc làm từ thiện, mua quà, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, trong xã và những xã lân cận. Đều đạn như thế, từ năm cụ Đàm 80 tuổi thì số quà gửi đến những gia đình những mảnh đời khó khăn bằng số tuổi của cụ. Được con cháu ủng hộ, với cụ làm từ thiện không chỉ là nghĩa cử cao đẹp mà còn là niềm vui, niềm hạnh phúc. Cụ Đàm không chỉ tặng quà cho bà con trong xã Bình Thanh mà còn tặng quà cho bà con các xã lân cận như Bình Định, Nam Bình, Minh Tân, Hồng Tiến. Món quà tuy không lớn, song nó cũng đủ làm bớt khó khăn, xoa dịu nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh và cái việc này thì anh em tôi cũng rất là ủng hộ, có lẽ là vì cái việc làm từ thiện nên ông bà rất là có những tư tưởng rất là thoải mái nên là cái mong muốn nhất của anh em tôi là ông bà thoải mái để sống khỏe với con cháu sau này. về phía địa phương thì cũng thấy rằng là cái cụ là một cái nhân tố tích cực trong cái phong trào này thì cũng mong rằng là tới đây là với mong muốn là những người ở địa phương thì cũng mong muốn là rất nhiều cái tấm gương tiếp như cụ đàm để coi như là hàng năm để có những cái mái ấm tình thương và đặc biệt là cái quan tâm đến những cái gia đình có đặc biệt hoàn cảnh khó khăn. Năm nay cụ đàm đã 91 tuổi, nhiều lần được mừng thọ cùng với việc cụ làm cây cảnh, bán lấy tiền, làm từ thiện. Ngoài ra, hàng tháng 10 người con gửi tiền để cụ ăn dưỡng nhưng cụ tiết kiệm để chăm sóc lại nhiều người khác hơn 20 năm làm từ thiện với số tiền khoảng 600 triệu đồng. Cụ không nhớ mình đã mang lại niềm vui cho bao nhiêu người trong làng ngoài xã. Nhưng cụ luôn thấy vui, khỏe và hạnh phúc với những việc mình đã làm. Vừa qua, nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao TFG nằm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã sản xuất thành công và đưa ra thị trường những sản phẩm kính với quy cách đặc trùng đó là các sản phẩm kính có độ dày từ 15 đến 19 mm với quy cách đặc trùng như 3,3 m nhân 9 m và 4,2 m nhân 9 m lần đầu tiên được sản xuất thành công tại thị trường kính ở Việt Nam. Trước đây, loại kính này đều phải nhập khẩu từ nước ngoài với giá thành cao. Thành công của nhà máy không chỉ góp phần ổn định thị trường kính trong nước mà còn thay thế 70%, đến 80% sản lượng kính phải nhập khẩu. Nhưng điều quan trọng hơn là chất lượng kính được đảm bảo mà giá thành chỉ bằng 65 đến 70% nhập khẩu. Hiện tại các sản phẩm kính của CFG sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Nhà máy kính tiết kiệm năng lượng chất lượng cao CFG áp dụng công nghệ kính nổi Float Glass là công nghệ sản xuất kính tấm tiên tiến nhất hiện nay. Được phát minh bởi tập đoàn Vikitong của Đức Anh, các sản phẩm của nhà máy gồm kính trắng trong suốt không màu, kính màu, kính mạ phản quang online trực tiếp trên dây chuyền, kính trang gương chất lượng cao, kính chăn gió ô tô đạt tiêu chuẩn châu Âu IN 5722-2012 và tiêu chuẩn Nhật Bản GISR 3203-2015, áp dụng quản lý chất lượng ISO 9001-2015, hệ thống quản lý môi trường ISO 1400 sau 2 năm thành phố Hải Dương thực hiện đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới chợ giai đoạn 2016-2020, vấn đề văn minh thương mại phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường của hệ thống chợ trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu kinh doanh buôn bán của mọi tầng lớp nhân dân. Với tổng số 15 chợ truyền thống hiện có, hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Hải Dương đã và đang đáp ứng nhu cầu mua bán kinh doanh của nhân dân và gần 4.000 tiểu thương. Tuy nhiên tại một số chợ hiện cơ sở vật chất đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là hệ thống phòng cháy chữa cháy không đáp ứng yêu cầu thực tế. Từ năm 2016, thành phố Hải Dương đã triển khai và thực hiện đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới chợ giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu dần hoàn thiện quy hoạch và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ kết quả bước đầu của đề án, thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo văn minh thương mại và an toàn thực phẩm, thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh tại các chợ trên địa bàn, đồng thời kêu gọi đầu tư xây dựng chợ mới tại các xã ngoại thành nằm trong quy hoạch nhưng chưa được đầu tư xây dựng. Thời gian gần đây, nhiều điểm tập kết rác thải trên địa bàn thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đặt ngay gần khu dân cư, gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Điểm tập kết rác được đặt ngay cạnh quốc lộ 38B gần Ủy ban Nhân dân huyện nơi có mật độ dân số đông và phương tiện đi lại nhiều gây mất mỹ quan đô thị. Rác thải rơi vương vãi khắp nơi. Ngoài ra, tại chợ chiều khu phố Minh Khai tồn tại đến 4 điểm tập kết nằm cách nhau không quá 200 mét ngay trước cửa nhà dân. Có những điểm tập kết xe rác để không hết, ứ lại rồi phát sinh rùi bọ bốc mùi hôi thối trước cửa nhà dân. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu xây dựng nông thôn mới bền vững, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền để tạo được sự thống nhất chung nhằm gìn giữ lâu dài môi trường sống cho một xã nông thôn mới. Sau nhiều chuyến tham quan học tập ở các địa phương bạn và tìm hiểu mô hình lò đốt rác ở huyện Xuân Trường, các thủ tục cần thiết gồm cả công tác tuyên truyền giới thiệu với nhân dân địa phương đều được Đảng bộ và chính quyền xã Vĩnh Hào triển khai nhanh chóng để sớm xây dựng khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn. Thế nhưng một việc tưởng ai cũng thuận tình, hóa ra lại không hề đơn giản. Đây là cánh đồng ba xã thôn Vĩnh Lại, nơi lẽ ra một lò đốt rác tập trung cho các thôn trong xã đã được xây dựng từ lâu, nếu không bị 60 hộ dân thôn Vĩnh Lại phản đối. Sau khi được chi bộ cơ sở và lãnh đạo xã vận động, khoảng 30 hộ đã rút đơn, các hộ còn lại vẫn không thay đổi lập trường. Cái số mà dân có đơn thì anh em chúng tôi đã gặp, cái thứ hai nữa là cũng đã động viên. Đấy chân tình rồi hai nữa là giải thích những cái khó khăn rác bây giờ là cái những là cũng là vấn nạn mà đối với nhà tôi cũng phải quyết tâm động viên bà con là sao thực hiện cho nó tốt một là cái nếp sống văn hóa rồi hai nữa là cái môi trường để cho nó đảm bảo cuộc sống của bà con hàng chục năm nay mỗi thôn ở xã Vĩnh Hào đều có một khu chôn lấp rác lộ thiên gây ô nhiễm nghiêm trọng thậm chí còn trái tâm linh như bãi rác thôn Vĩnh Lại đang lấn dần cả sang nghĩa trang trong khi đó, mỗi ngày cả xã có đến 2 tấn rác thải sinh hoạt, gây nên áp lực lớn về vệ sinh môi trường. Lãnh đạo xã còn băn khoăn hơn trước yêu cầu của Bộ Xây dựng về việc khu xử lý rác tập trung phải cách xa khu dân cư ít nhất 500 m Nếu không nhận được sự đồng thuận của nhân dân, lãnh đạo xã buộc phải tìm địa điểm khác tại khu cánh đồng ba xã và phải thỏa thuận về quyền sử dụng với người dân mà giá trị của mảnh đất khoảng 3.000 mét vuông có thể đã tốn ngót 1 tỷ đồng. Giữ được môi trường trong lành cho cuộc sống đang trở thành yêu cầu cấp bách và càng khó khăn hơn khi nhận thức của người dân còn khác biệt với cán bộ địa phương. Nhưng áp dụng được mô hình công nghệ xử lý rác phù hợp mới là yêu cầu trước mắt. Còn về lâu dài phải tìm cho ra nguồn lực, cơ chế để duy trì hoạt động hiệu quả, bền vững của khu xử lý rác tập trung. Theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, vài năm trở lại đây, nhiều tình huống thiên tai bất ngờ xuất hiện đã gây ra những hậu quả nặng nề chỉ riêng năm 2017, Hải Dương phải đối mặt với nhiều loại hình thời tiết cực đoan và đạt đến cực điểm như sông lốc, mưa lớn, bão lũ. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, vài năm trở lại đây nhiều tình huống thiên tai bất thường xuất hiện đã gây ra những hậu quả nặng nề. Chỉ riêng năm 2017, Hải Dương phải đối mặt với nhiều loại hình thời tiết cực đoan và đạt đến cực điểm như rông lốc, mưa lớn, bão lũ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát 17 công điện chỉ đạo các cấp các ngành ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Mặc dù đã có sự vào cuộc của các cấp các ngành liên quan, địa phương và người dân, nhưng toàn tỉnh vẫn bị thiệt hại về kinh tế hơn 250 tỷ đồng. Ngoài ra, hệ thống công trình đê điều thủy lợi nội đồng đã xuất hiện 11 sự cố công trình đê điều. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phải xử lý khẩn cấp ngay 5 sự cố đặc biệt nguy hiểm. Do tính chất phức tạp của diễn biến thời tiết đang khiến áp lực phòng chống thiên tai càng trở nên nặng nề. Năm 2018, toàn tỉnh xác định nhiều trọng điểm phòng chống thiên tai cần được bảo vệ, trong đó có 17 trọng điểm về đê điều, 164 điểm sung yếu về thủy lợi. Nhằm nâng cao khả năng thực thi nhiệm vụ trong xử lý tình huống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên tuyến đường thủy năm 2018, Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh Nam Định vừa chủ trì tổ chức lớp tập huấn phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho đội thanh niên xung kích Công an tỉnh. Gắn lý thuyết với thực hành, xử lý tình huống là yêu cầu cơ bản của lớp tập huấn. 129 chiến sĩ thuộc đội thanh niên xung kích của Công an tỉnh đến từ các phòng chức năng của Công an tỉnh đã có buổi tập quảng phao cứu người bị nạn trên sông, hướng dẫn kỹ năng bơi trên sông đào, tập cách xử lý một số tình huống cứu hộ cứu nạn trên sông nước. Trong thời gian tập huấn, đội thanh niên xung kích công an tỉnh cũng đã được tìm hiểu một số nội dung cơ bản của luật giao thông nội địa và hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam. Trang bị nhận thức chung về thiên tai, lũ bão và tìm kiếm cứu nạn trên đường thủy nội địa và hướng dẫn sơ cứu, cấp cứu người bị nạn trên sông nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự đầu bằng sông Hồng của Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.